Hi, xin chào cả nhà. Bây giờ thì mình mới gội đầu xong rồi các bạn. Và bắt đầu mình sẽ sử dụng cái thuốc dưỡng tóc. Thì sẵn đây mình chia sẻ luôn với những cái người mà mới qua giống như mình á, không có tìm được sản phẩm á, dạng mà giống như là mới qua không có rành tiếng Anh tiếng Ngu rồi, người đi mua mà dạng mà dầu gội dưỡng tóc đồ mà không có biết cái cách lựa hoặc cái sản phẩm nào mà sao ok á, thì mình xin chia sẻ với mọi người ha. Thì lúc đầu á, mình mới qua á, mình cũng chày chật với cái việc là đi tìm sản phẩm để chăm sóc da và tóc đó các bạn. Phải mất một thời gian khá là dài mình mới tìm được cái sản phẩm mà mình cảm thấy là xài ổn, nhưng mà không biết là còn cái sản phẩm nào tốt hơn nữa hay không thì mình không có dám khẳng định á, tại vì mình cũng mới qua rồi. Mình không có dám nói khẳng định là cái sản phẩm này tốt nhất hay gì hết. Thì mình cảm thấy ổn thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Và nếu như ai cảm thấy mà cái sản phẩm này có thể phù hợp với mọi người thì mọi người có thể mua ha. Các bạn biết không, tóc rụng rất nhiều nha. Qua Mỹ là trường hợp này là ai cũng bị hết. Con, im lặng, nhỏ thôi, nhỏ tiếng thôi, ồn quá. Mẹ nói nhỏ tiếng thôi. Ok, bây giờ trước tiên là mình sẽ sử dụng cái dầu xịt dưỡng tóc. Đây là một cái loại dầu xịt dưỡng tóc mà mình mua nè. Thì hình cái loại này á, bán ở trong Walmart nè, rồi tất cả các chợ đều các bạn có thể kiếm mua được. Đây, mình sẽ đưa cho bạn xem ha. Đây, cái sản phẩm như thế này đó, tên này ha. Đó, đây, cái loại này á, là ở bên Việt Nam mình á, mình mua một cái thương hiệu khác, thương hiệu khác, nhưng mà nó là một cái dạng là bổ sung tóc cho cái tóc mình nó bóng mượt và khỏe và không có bị chẻ ngọn đó các bạn. Khi mà tóc mình khỏe thì sẽ hạn chế cái việc gãy, cái kiểu gãy rụng á. Nhưng mà còn cái phần rụng thì mình không dám chắc, tại vì ở bên đây á xài nước thì nước cái chất tẩy nhiều quá, chất tẩy nhiều quá rồi lớp trời nắng nữa. Trời nắng cái tắm nước lạnh, là trời lạnh thì tắm nước nóng, kiểu vậy đó, thì tóc nó sẽ rất là rụng nhiều. Rồi, thứ nhất ha, là mình xài cái thuốc dưỡng tóc đó ha. Thì ở đây mình có hai loại, một loại đó và cái loại này. Thì cái loại này á, thì cái loại này đã các bạn nè, cái tinh chất nó sệt hơn, các bạn thấy không? Ở trong đó các bạn thấy không? Cái tinh chất nó sệt hơn. Cái loại này là bữa trước mình xài mình thấy rất là good luôn các bạn. Đặc biệt là thơm, cái mùi thơm lắm, cái mùi này rất là thơm. Mà cái sản phẩm này nó na ná như cái sản phẩm mà lúc mà ở Việt Nam mình sử dụng đó các bạn. Cái mùi này rất là thơm và khi mà mình xài á, mình thấy tóc mình mượt hẳn ra luôn các bạn, mượt hẳn ra và không có bị, khi mà mình vuốt như thế này nè, lúc mà tóc mình khô mình vuốt như thế này nè, nó không có bị rối. Là tất nhiên là cái tóc của mình nó mượt á, thì nó tránh cái tình trạng rối ha. Rồi đây, bây giờ mình sẽ lấy cái khăn mình lau cho nó hơi thấm vào ha. Cái này nó hơi nước nhiều quá. Nếu các bạn có máy sấy thì mình sấy nó sẽ tốt hơn, cho nó thấm cái thuốc vào tóc của mình. Nhưng mà với mình đó thì mình không có sử dụng máy sấy, cho nên mình chỉ xài khăn thôi các bạn, và để khô tự nhiên. Ok, xong. Đây, bên cái phần tóc này ha. Để mình treo khăn cái này. Rồi, bây giờ cái phần cuối cùng là cái này là dầu dưỡng. Cái này mình có hai loại, một loại dầu. Đây, cái gì? Loại này là dầu dưỡng bổ sung. Đó, một dạng là dưỡng bổ sung để tránh cái tình trạng chẻ ngọn đó. Và nó sẽ làm cho cái tóc mình nó mượt hơn đó các bạn. Này, nó trong veo như thế này. Cái mùi nó thơm lắm, thơm mùi dầu dừa. Thì mọi người nhớ là cái dầu này là không có bôi sát chân tóc nha các bạn. Không bôi sát chân tóc ha. Đó, mình cứ làm như vậy thôi, để dính được cái phần nào ở trên này thì dính. Nhưng mà ưu tiên nhất là cái phần đuôi tóc nhạt mượt. Đó ha. Ưu tiên phần đuôi tóc. Như vậy. Rồi sau khi á mà mình sấy nó khô hoặc là tóc của mình đã được khô với cái nhiệt độ thường rồi đó, các bạn sẽ thấy cái tóc mình rất là mượt. Và chút xíu sau nữa mình sẽ quay khi mà tóc khô cho các bạn xem nha. Hai các bạn, ngày hôm nay thì nguyên một ngày thì mình tóc của mình nó mượt như thế này các bạn nè. Đó, mọi người thấy không?
cái sợi tóc của nó cực kỳ bóng luôn, mọi người thấy đã không? Đó. Cái phần tóc nè, các bạn thấy phần trên. Đó, nó đen tuyền, nó dạng mà không phải đồng đen tuyền mà tóc của tôi nó mượt nè các bạn thấy không? Cái phần tóc của nó không có bị quến vô nhiều á, do cái phần dưới này nè của mình á là mình uống mình nhuộm nhiều á, các bạn sẽ thấy cái phần vàng vàng nè, thấy không? Đó, cái phần vàng này là do là cái phần mình uống nè, cho nên nó khá là bị hư đó, mọi người thấy không? Bây giờ tóc nó rất là mượt luôn đó. Đó là cái những cái sản phẩm mà mình xài để mình dưỡng phục hồi tóc á, chứ thời gian đầu quá là tóc của mình nó hư nhiều lắm các bạn, mọi người thấy nè. Đó, cái sợi tóc nó cực kỳ bóng các bạn thấy không, bóng mượt đó. Lúc trước á là mình trước khi mình tìm được mấy cái sản phẩm này á thì mỗi lần á mà mình chải đầu á là tóc của mình dạng mà nó rối, nó bực, chơi là chải đầu rồi đi chăng nữa thì khi mà luồn tay vô như thế này nè thì nó bị đứt các bạn, nó bị đứt tóc á, rất là khó chịu. Rồi ok, hay mọi người đã quay lại với Kim Minh nha. Ngày hôm nay á thì tối rồi, bắt đầu thì sẵn là tiết mục làm đẹp thì mình sẽ giới thiệu với tất cả những mọi người là mình thường ngày mình sẽ sử dụng những sản phẩm nào ha. Thì sáng là mình đã sử dụng dầu gội và dưỡng tóc rồi, thì trước khi đi làm thì mình sẽ sử dụng cái lăn khử mùi như thế này, và đây là cái hiệu mình sử dụng. Và đây là chai sản phẩm thứ hai là mình sử dụng, là hai cái hiệu này nó khác nhau các bạn. Nhưng mà cái kiểu là nó khử mùi á, là nó tới 12 tiếng nữa, 48 tiếng đồng hồ là các bạn xem nè, 48 tiếng. Và cái sản phẩm này á thì mình thấy nó nằm ở trên cái bao bì á thì nó cũng là 48 tiếng, thì mình mua mấy cái loại này sử dụng 48 tiếng các bạn. Cái hiệu này á rất là thơm các bạn, và nó khử mùi được rất là lâu. Đây mình sử dụng cái này, và khi mà mình đi làm á thì mình bỏ theo cái chai này đó, như thế này đó, nó rất là tiện, nó nhỏ nè các bạn ha, bỏ vào cái túi của mình đi làm này là mình bỏ vào đó. Là cái hiệu này với cái này, là khi mua cái này ba cái như vậy thì nó sẽ tặng một một chai như thế này, và sản phẩm này mình mua trong Costco các bạn. Trời ơi, nhiều khi cái ghiếc cái cổ họng nó làm như thành cái tật vậy các bạn, cứ khục khẹt vậy á, cái dưới dưới cái đàm sao á. Ok rồi á, cái sản phẩm này á là nó đồng bộ với cái một cái loại dưỡng tóc mà hồi sáng mình đã đưa cho các bạn xem. Thì cái chai này á, là một cái chai mình bỏ vào giỏ để mình đem theo mình sử dụng khi mà mình ở trên cửa hàng cửa tiệm á các bạn. Đó, thì mình sẽ sử dụng, mình thay như thế này để tránh cái tình trạng là bị chẻ ngọn tóc các bạn. Và dưỡng tóc nè, thì khi nào mà dạng mà bữa nào mà mình đi đi lên tiệm mà mình muốn là giống như mình gọi mà mình quên á, mình quên sử dụng cái chai này thì mình sẽ có cái chai này xe cua theo, và cực kỳ thơm các bạn. Mình sẽ đưa cho bạn xem lại lần nữa nha. Cái hiệu này thì chắc tất cả mọi người mê dầu gội ở Mỹ thì các bạn sẽ biết cái hiệu này. Là cái hiệu này đi bộ với là dầu gội, sữa tắm rồi kia nọ rất nhiều. Cái mùi nó cực kỳ thơm luôn các bạn, rất là thơm. Thơm lắm. Đó, mình mê nó lắm. Rồi ok, thì á kế nữa là bây giờ là mình sẽ tới phần chăm sóc da mặt nha mọi người. Đó, để cao vậy là các bạn sẽ thấy rõ hơn. Nè mọi người thấy không? Đó, cái da mặt đó. Đó. Rồi, tiếp đến đó là mình sẽ tới cái chuyên mục là dưỡng da các bạn. Thì mình sử dụng cái sản phẩm này, mình cảm thấy nó khá là ổn. Đây, mọi người thấy rõ không? Đây, loại sản phẩm như thế này. Đó, cái tên của nó là Estee Lauder. Wow, không biết mình đọc có đúng hay không. Đây nè các bạn. Đó. Thì cái loại này á, nó có tất cả là 4 dòng. Thì một dòng màu xanh, màu vàng, màu này là màu nâu chứ, màu xanh, màu nâu, màu hồng, và một cái màu
nude hay sao á đó. Đó thì mình nhớ là nó có bốn dòng tất cả. Thì cái dòng này á, là cái dòng sản phẩm á, là khi mà mình đọc và mình tìm hiểu á, thì đây nè, là mình chấm ra như vậy là nó ra khoảng bao nhiêu đây, là mình sử dụng cho hết cả khuôn mặt mình luôn. Thì á, cái dòng này á, là sử dụng cho là xe khít lỗ chân lông nè, trắng da nè, rồi đàn hồi, giống như là phục hồi da bị lão hóa nè, rồi nói gì nữa nhỉ, bổ sung vitamin cho da và cấp ẩm, thì sẽ có một cái làn da nó trắng mịn hơn đó, các bạn thấy không? Nhưng mà sau khi mình sử dụng á, thời gian cũng mới gần đây thôi, nhưng mà mình thấy da mình cải thiện rất là tốt các bạn. Da mình cải thiện rất là tốt, nó sáng lên thấy rõ luôn các bạn, nó sáng lên cái da mình thấy rõ luôn. Và cái những cái vùng của cái da mặt nó đều màu lại, và cái tiết tố của da mình á, những cái vùng chữ T này thì nó hạn chế cái việc là đổ mồ hôi. Và những cái lỗ chân lông á, các bạn sẽ thấy nó nhỏ hơn, các bạn thấy nè, nó mịn lắm luôn đó. Thì sau khi mình sử dụng cái này là serum các bạn, rồi á, còn cái này là kem. Và cái chất kem nó sẽ như thế này nè mọi người, đó, nó là một chất kem loãng đó. Thì ở đây nó có bán hai cái kích cỡ để mình có thể mua, đó là một kích cỡ mini như thế này đó, dạng mà nhỏ như thế này bỏ túi đem theo sử dụng, và một loại là cái hũ bự. Cái hũ bự thì các bạn phải tốn khá là nhiều tiền hơn, tại hũ cái sản phẩm này mình mua một này và một chai mascara nữa, thì họ khuyến mãi là hiện tại là họ bán giá 90 mấy đồng, nhưng mà cái sản phẩm mà lúc chưa giảm giá thì mình thấy là một hũ kem, mà cái hũ này mà dạng hũ lớn á, hũ lớn á là 100 mấy các bạn, 99 đồng, 99 đồng coi như là 100 mấy đi, thuế nữa là 100 mấy. Rồi còn cái hũ mà serum á thì là một chai 120 hay 150 gì đó, tự nhiên mình quên tên rồi, quên giá rồi, thì dao động người khoảng từ 120 cho tới 150 cho một cái chai serum. Là cái chai serum đó to lắm, mình nhớ là 15 ml hay 17 ml gì đó đó. Nè các bạn thấy không, đó, da nó căng tràn sức sống luôn. Rồi xong đó, trời ơi đã quá. Sử dụng xong các bạn thấy cái da nè, tưng 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 luôn, ôi nó ngậm nước á, nó mọng nước á, các bạn thấy đã không? Thì á, đây là những cái gì mà tối là mình sẽ sử dụng cho cái việc chăm sóc da của mình. Tuy là nó không có cầu kỳ lắm nhưng mà nó cũng đủ để có thể là làm đẹp cho phụ nữ mình rồi, đúng không các bạn? Nó cũng rất là nhỏ gọn như thế này, mình có thể đem bỏ trong giỏ, mình đem theo mình đi đâu mình sử dụng cũng dễ. Hũ rất là nhỏ, và nếu như sau này mà mình có mua hũ lớn á, thì mình cũng vẫn sẽ giữ lại cái này và cái này để mình chiết ra nó như thế này, để mình khi mình đi theo á, mình đi làm á, thì mình không bỏ vào. Đây là cái ba lô của mình đó, thì thấy mình đựng rất là nhiều cái đồ làm đẹp ở trong đó đó các bạn. Thấy sau khi mình sử dụng như thế này thì có rất là nhiều người sẽ lo sợ vì cái da mặt mình có cảm giác như nó ấm lên đó các bạn, nó ấm lên đó, thì đó là cái chiết xuất của những cái sản phẩm mà nó thấm vào da mình. Khi nào mà các bạn cảm thấy mà cái da mặt mình ngứa đó, là cái đó là phản ứng là da mình không chịu. Nhưng mà khi các bạn cảm thấy là cái da mặt mình nó ấm lên, giống như là mình uống một ly bia chẳng hạn đó, thì mình cảm giác là cái mặt mình nó bừng 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 lên đó, đó là cái nói chung là nếu như ai không có chịu được sử dụng cái sản phẩm mà có được cái chất tẩy mạnh đó, dạng mà làm trắng da hồng da rồi đó, và chiết xuất từ những cái thành phần mà dạng mà nó có vitamin C rồi đó, thì các bạn sử dụng các bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà mình đó thì mình sau khi mà ở Việt Nam bao nhiêu năm mình sưu tầm về mỹ phẩm, thì
thì mình rút ra được những cái bài học là những cái sản phẩm như thế này thì nó giúp cho cái da mình lấy lại được cân bằng rất là tốt, và đặc biệt là nó giúp cho da mình sáng bật tông màu rất là mau. Và những cái sản phẩm đó mình sử dụng á hả, khi mà cái da của các bạn đẹp rồi, các bạn không sử dụng phấn, da mặt của bạn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó là cái kinh nghiệm mà sử dụng kem bao nhiêu năm nay của mình đó. Thì sẵn hôm nay thì xin gửi đến tất cả mọi người như vậy là đã xong rồi. Mình có thể sử dụng một lớp kem dưỡng và một chút xíu chống nắng nữa, mà mọi người nên nhớ là mình nên sử dụng một lớp chống nắng dưới cái lớp kem nha các bạn, để mình bảo vệ được cái da của mình. Thì khi mình sử dụng kem mà nếu như thế này mình đi ra ngoài á, thì các bạn cũng có thể là cho nó thấm hết cái kem vào da mình, xong mình sử dụng một lớp chống nắng là mình có thể đi ra ngoài bằng ít son như thế này, là cái da của các bạn sẽ cực kỳ đẹp và nó ửng hồng. Các bạn thấy hai cái má của mình nó hồng hồng lên không? Đó, thì đối với mình là mình chỉ chia sẻ những cái điều mà mình cảm nhận và mình thấy được là sản phẩm này mình sử dụng nó phù hợp. Tại vì không phải là lần đầu tiên mình mua cái sản phẩm này mình xài rồi mình giới thiệu các bạn đâu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mình đã xài nhiều cái sản phẩm khác rồi, và khi mà mình dưỡng cái da thì thường hầu hết là ở bên Mỹ này, những cái sản phẩm đó nó chỉ bán ở ngoài chợ đó, thì thường là nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho da thì nhiều, chứ ít có cái việc là sẽ làm bật tông da mình lắm. Rất là khó kiếm những cái sản phẩm như vậy. Cho nên khi mà mình mua rất nhiều sản phẩm rồi thì mình thấy được là ngày hôm nay mình vừa ý nhất là cái sản phẩm này mình cảm thấy là nó có hiệu quả đối với làn da của mình, và mình cảm thấy ưng ý so với những cái tiêu chuẩn mà mình đặt ra cho một hũ kem. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Và chúc tất cả những chị em nào đó đang yêu thương kênh của mình và quan tâm về cái việc làm đẹp của mình thì ngày hôm nay đã thỏa mãn rồi ha. Nếu mọi người cảm thấy thích và có muốn cái hỏi một câu hỏi nào đó thì hãy để lại phần bình luận ở dưới phần comment ha các bạn ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và yêu thích kênh của mình thì nhớ đừng quên like, subscribe kênh cho mình với nha. Và đừng quên những cái khung giờ mà nếu như chúc tất cả chị em phụ nữ mình thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn xinh đẹp. Thân chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.